đây là bài viết vậy là quá đủ rồi của tác giả Miyang Gu. còn mình là khánh linh chúng ta cùng bắt đầu nhé một tớ có chị người quen làm bên mảng xây dựng hẳn nhiên là cá tính mạnh mẽ trước hai chị em hay cà phê nói chuyện sau chị chuyển công tác nên là cũng ít gặp hơn tuần vừa rồi chị gọi tớ cà phê cuối tuần nhé Hôm đấy tớ đến, chị vẫn ngồi chờ gấp cũ, nhưng tớ tròn mắt vô duyên khi thấy chị mặc váy hoa dài quá gối, khoác áo cardigan tối màu. Có phải là do chị không kẻ mắt đậm như trước mà tớ thấy được từ sâu ánh mắt chị sự nhẹ nhàng mà rực rỡ? Một hồi chị mở túi đưa tớ tấm thiệp mời cưới. Sau hôm đó, có lần nghe chị nói chuyện điện thoại công việc, tớ mới lại thấy trong đám gạch vữa xi măng có thép ấy thoang thoảng một mùi hương nước hoa daisy tình yêu diệu kỳ thế đấy. Hai, Chiều tối ra công viên, đang đi bộ quanh hồ thì một bác trai vẫy vẫy tay. Nhờ cháu chụp cho bác cái ảnh. Bác đứng cạnh hồ, tỏ ý nhờ tớ chụp bác cùng hồ và tòa nhà phía sau. Bác tạo dáng hồ hởi lắm, một tay chống nạnh, một tay làm biểu tượng like, mặt đầy năng lượng, chân để nhón nhón sao đã nhìn cô tay kinh khủng khiếp. Mỗi tội là khi tớ ấn chụp xong thì ra hình đen thui thui, tớ nói, ụ bác ơi, trời tối quá không nhìn thấy gì cả. Chuẩn bị tinh thần bị mắng, thanh niên mà chụp hình kém, như mình hay thường bị. Ấy thế mà bác phủi cười, ô hay trời tối thì ảnh tối chứ sao. Rồi bác nhìn tấm ảnh đen thui đó và chuyển sang góc khác nhờ tớ chụp. Tớ lại chụp và lại kêu, bác ơi, ảnh tối thui thui à? bác lại cười mắng tớ ơ ờ, trời tối thì ảnh tối chứ có sao đâu ảnh nghệ thuật nó phải thế ồ cháu không biết không rõ nghệ thuật là gì cả nhưng mà như lời bác thì nghệ thuật cũng như cuộc sống là cố gắng hết sức nhưng đồng thời chấp nhận thực tại và kết quả nó vốn như là bác nhỉ ba ngồi ăn bánh khoai chị bán bánh kể chị từ đợt bị tiền đình nghỉ mấy ngày nay yếu hẳn Chị làm việc thì cố gắng ăn uống với giữ gìn sức khỏe đi. Ừ, công nhận, trước chị làm vô tội vạ, nay biết sợ rồi. Mong trời mưa một hôm để nghỉ mà trời không chịu mưa. Trời, chị phải chờ trời mưa thì mới nghỉ đó hả? Ừ, chị xem dự báo thời tiết thấy kêu mưa, sướng quá đường được nghỉ một hôm. Thế mà đến trưa thì nó không mưa cho, lại phải chuẩn bị đồ đi bán, vội vội vàng vàng. Hôm chị nghỉ ốm mấy hôm trời đẹp người ta bán đắt hàng lắm, cứ tiếc à? <laughs> chị lo mà tiếc sức chị đi, tiếc chị bán được hàng hay không nữa. Chị không thấy chị đi viện tốn một đống tiền mà không chữa được đấy à? ừ, chị biết sợ rồi, xưa giờ không dám ăn ngon, hôm giờ cứ mua thịt bò ăn thôi nhá, tối nào cũng ăn một nồi lẩu. Ăn tối muộn quá cũng không nên đâu chị ơi. Thì cả ngày ăn được mỗi bữa tối lúc 10 giờ em, làm gì có thời gian. Dạ, phải cố gắng mà làm còn hai đứa ở quê với ông bà nữa em biết bệnh chị rồi là tâm bệnh đấy chị bệnh muốn mưa mà trời không chịu mưa cho bốn hôm học dinh dưỡng nhóm tớ có anh phong dễ thương cực lúc tớ giới thiệu tớ là mỹ hạnh tên tớ do ông nội tớ đặt anh trầm trồ ồ tên em hay quá À đừng hiểu nhầm vì ảnh khen tớ nên là tớ khen ảnh dễ thương. Dù cũng có khả năng là tớ thiên vị thật. Tớ phát hiện ra là anh rất thích thú những cái tên. Cái cách anh gọi tên vợ mình, Diệu Hoa ơi, Diệu Hoa này, làm tớ có ý nghĩ anh thích tên vợ hơn chính vợ mình luôn ấy. Dù anh thích tên vợ hay là người vợ hơn thì chúng tớ vẫn rất cảm phục cách mà anh chăm chị. Đang bầu đời thứ ba, cứ dăm 7 phút lại pha cho chị một thứ nước gì đó một vài viên gì đó hoặc là một món đồ ăn gì đó tớ là người truyền qua truyền lại và chỉ riêng việc nhìn đồ ăn khi chuyển đồ thôi là tớ đã thấy no rồi điều đó khiến tớ nghi ngờ hai điều một là anh có đem theo tủ lạnh đi học không hai là bụng chị to vì em bé hay là to vì những thứ mà anh đưa chị mọi người chim tớ phản nàn khá nhiều rằng anh không nên chiều vợ quá như thế rằng như thế sẽ làm vợ hư đấy. Ở một góc độ nào đó thì tớ đồng ý rằng anh đừng nên chiều vợ chị quá mà lệch vai trò đến thế. Cho đến khi đến lượt tớ, bị bắt, thay mặt tim lên bục để trả lời câu hỏi, đứng cùng với chị là người thay mặt nhóm chị. Lúc chị Diệu Hoa phát biểu, tớ nhìn xuống thấy anh Phong ở phía dưới ấm cả góc phòng với ánh nhìn chiều mến yêu thương. Anh nhìn chị mà quên cả chớp mắt, quên luôn cả việc pha nước, ánh mắt anh cứ ấm ấm cười cười hạnh phúc lắm làm tôi tin rằng anh yêu vợ anh hơn chính cái tên và bụng chị to là do tình yêu của anh dành cho chị to vậy là quá đủ rồi yêu thương nhau tôn trọng nhau chân quý nhau là đủ rồi cả hai đều có vai trò công bằng và ý nghĩa nhất đó thôi hy vọng rằng video lần này sẽ khiến các bạn thấy vui và thấy cuộc đời này đáng yêu hơn và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye.